Đèn gì? Đèn dầu. Không Không biết ai đem nó xuống đây ta. biết. Cái đèn dầu mà cái ống, cái đèn cao nhiều à. Ông có đem quẹt không? Có. Rồi ông xuống đây ông đốt cái đèn lên. Không biết còn dầu không à. Còn lại trước đây chú dòm. Chào mọi người nha. Hiện tại mình với chú Hai đang ở tại một cái điện mà nơi đây không có khách hành hương đến nha mọi người. Thì ở phía trên này có một cái hòn đá nè, che tới đây luôn rồi mọi người. Đó. Vô luôn. Phía trong này có một cái hang nữa nè. Rồi ở dưới đó này y gan cái mũi thiền luôn đó mọi người, giống hệt mũi thiền luôn, cắt lên vậy nè. Để mình xuống đây mình gọi cái hàng cho mọi người xem cái mình đi lên đó. Này. Này đi trổ qua bển luôn đó mọi người. Thì phía trên có cái hòn đá nằm trên nè. Ở dưới này cũng có một cái hang. Ở dưới này. Cái hòn đá này giống cái mũi thiền nè mọi người. Y gan mũi tàu luôn. Này. Ừ. Giống hệt mũi tàu luôn hả chú Hai? Giống hệt mũi tàu luôn. Giống hệt luôn. Dạ. Ở bên đó là hang hay gì hả chú? Rồi mình để cái bị ở đây đi. Đây mình xuống phía dưới mình quay lại cái mũi tàu nè mọi người. Phía trên có cái hòn đá rất đẹp. Cái bị mình để đó không có sợ mưa không sợ ướt. Cái dây này là cái dây trái tràm nè mọi người. Cái gốc ở đằng đó hết biết lớn luôn. Giờ hai chú cháu xuống loạn. Xuống cái hang dưới nè. Xuống cái hang dưới này nè mọi người. Nó hang sâu chứ. Giờ mình phóng xuống đây. Phóng xuống dưới luôn. Đó. Ở trên này là đá dưới đá. Chú Hai đi xuống. Mình cũng xuống luôn. Có phiến đá này ngộ quá. Dạ. Có miếng dạt ở dưới đó. Trời. Ở đâu miếng dạt ở đâu chú Hai? Ờ chắc hồi xưa mấy ổng ở đây quá. Tới giờ còn nè. Đúng rồi, ở dưới này động kinh mà có hồi xưa mấy ổng ở đây rồi. Mấy miếng dán nè. Xưa chắc quân đội mấy ông lính ở đây nè. Rồi con quên lấy đèn rồi. Rồi. Dựng lên cái chai này. Dựng xuống. Lên chạy. Vậy ở đây đi con leo lên con lấy cái đèn đi xuống. Không cái hàng này ấy lắm. Dạ. Nó thẹp lẹp xuống không có được. Nó kẹt á. Dạ. Cái này mình vô thăm chơi chút. Hàng nó hẹp nó nhỏ nó xuống không được ha. Xuống không có được. Ở tới dưới mới có đường xuống. Xuống chặt dưới luôn. Dạ. Không có đem cái đèn pin mọi người. Đó đường nó nhỏ vậy đó. Cái đường
xuống nó nhỏ quá. Vô đây được không chú Hai? Được. Được. Ôi nó sâu quá. Mà cái đường này đâu có xuống được đâu. Một xíu. Có đường vô không? Dạ có. Có đi vô. Mà nó hẹp. Ừ, nó hẹp vậy đó. Vô đây hết rồi. Có vô, coi có nhiều khi mình tới đó mình có thấy đường đi. Bên đây cũng có đường vô nè. Nhỏ xíu à. Khó vậy. Không biết lên trên được không biết. Người bên đây nữa nè. Nó có thì nó có cái hàng mà nó thẹt rẹp nó có khó xuống nữa. Cái này nằm chung vô mới được. Ở cái chỗ này. Chỗ này chắc vừa cái mình luôn á. Để con vợ con đứng lên dòm thử. Có. Có đường lên. Vừa cái mình luôn. Cây cối nó sọt vô đây nhóc hết trơn à. Không phải đại cây nó mọc. Có đường lên. Đi ở dưới vậy chứ. Bây giờ vô đây dùng chỗ lên trên nè mọi người. Có biết. Ở trên này rộng không? Lên đây gọn kinh nè chú Hai. Ông qua được không? Qua không có được. Ông nằm qua mới qua được. Ông nằm ông qua mới được. Dạ. Đụng cái đít xuống dưới cái đá luôn á. Ấy ông lên đường nào rồi? Ông đi đường nào chú Hai? Đường con mới lên đó hả? Con đi đường nào? Con mới thời con đi chứ mà đường trước mặt ông đó. Đây nè, bên đây nè, phía bên tay phải ông á. Nãy con bò vô đó. Nè chỗ đèn gọi sáng nè. Thấy không? Thấy đèn gọi sáng chú Hai? Vô đây con gặp cái dòm lên gặp rễ cây. Lên đây gọn kinh nè. Mà không biết lên trên nữa được không à?
À đúng rồi, đúng cái đường đó rồi. Rồi ông bò qua cái ông lên nè. Ông bò qua cái động đứng dậy lên. Hồi nào giờ cái hang này ông chưa đi hả chú hai? Chưa. Vậy hả? Vậy là hang này hang mới. Ôi rớt dép rồi. Ông chưa đi chắc cũng chưa có ai đi luôn. Hoàng rớt dép rồi con ơi. Dép nó tuột lại hả? À. Wow. Đúng, nó đi đâu rồi? Giờ qua chỗ qua bên đây rồi mọi người. Ở dưới này có hang này mà xuống được. Biết sao xuống dưới đi. Bên này có hang rộng rinh luôn. Hoàng rinh luôn. Sâu quanh kia luôn. Qua đó được đó, nhưng mà qua đó rồi không biết có đi đâu hơn nữa không? Rồi mình đi thử coi. Rồi đi xuống đó cũng được nữa. Rồi xuống đây trước đi. Đi cho biết luôn ha chú Hai. Hết cái gió mát rồi chú Hai ơi. Ô vô đây luôn. Mà đường này vô không được. Đường này vô trong đó không được. Kìa cái hang tuốt dưới luôn kìa mọi người. Sờ xuống đó được. Quá căng sờ xuống đó được. Bên đó xuống được không biết. Không, bên này bít chịt. Bên này bít chịt. Không có đường xuống. Ồ, trong đó kìa. Trong đó gọng ginh. Ở trên đó là gừng mọi người. Có đường đi ra nữa không chú Hai? Tại nó qua không có được, đường chật quá. Dạ. Chỗ con hết đường đi rồi. Con đám hết đảo lại rồi. Mất đảo lại à. Sao mà xuống tới dưới chỗ cái bùng binh ở dưới á. Mà đâu có biết đường đi. Cái đường này xuống dưới đó. Chắc có mày đi vô quá. Cái này mình đi ở trên. Nè mọi người. Lúc ở dưới. Sao mà đi vô đó được. Qua đó được không chú Hai? Giờ phá đường đường đi ở trên nè mọi người. Wow. Ồ. Cái hang bên đó quá khứ rộng luôn. Ồ biết lớn luôn, ở dưới rồi bùng binh dưới luôn. Hồi nãy mình đi ở dưới chân đó đó mọi người. Cái này bông nó còn. Bông. Ừ, cây đa. Dạ. Bông. Bông gì cái này cây bông gì thì chú cũng không có biết. Cái lá này đây hả chú? À, hai người Việt mình nhổ lấy đi bán. Dạ. Ở đây mọc nhóc hết trơn mà không chưa có bông. Ừ. Rồi tới rừng tết. Ồ, hòn đá trên đó nó lớn. Nó ra bông. Bông đẹp lắm. Dạ. Bông lớn lớn không chú Hai?
Cái cây này cây gì á chú hai? Không biết kêu cây gì mà nó có bông á. Giống như trái hũ quào. Bông nó đẹp lắm. Bởi người ta trồng không á. Dạ. Người ta ưa là thấy cái này người ta lấy hết luôn á. Dạ. Xô mấy cái tảng đá nhỏ xuống. Vô cái hàng lớn mà họ biết cái rộng lớn hay không. Này là cái lò hãng trừ ở dưới chân lên. Ở dưới chân núi nè, dài lên tới đây luôn đó mọi người. Không mình biết đường đi vậy. Là mò đi hoài đi chỗ để từ đây xuống tới chân núi. Mình đang ở trên đỉnh. Trời ơi nó rộng kìa. Hết biết rộng rồi. Hết biết rộng lớn luôn. Nguyên cái điện ở dưới này luôn đó mọi người. Hang rất sâu luôn. Ôi ôi. Nó biết sâu vô trỏng rồi chú hai. Ở dưới này không biết rộng rồi chú hai. Ở dưới này nè. Ở dưới này rộng hết biết luôn rồi. Ở trên hòn đá lớn. À, chung lòn qua bên kia luôn. Rộng ghinh luôn. Sâu dưới tuốt ở dưới luôn kìa chú hai. Nè coi cơm ra hết biết luôn à kìa, qua tuốt bên kia luôn kìa chú hai. Xuống luôn không được cái gì đâu, phải quên lấy đèn pin bởi vì dở nó thấy rõ. Dạ mình xài đèn led điện thoại không. Ôi ôi hết biết ở dưới rồi kìa. Hồi nãy đảo lại lấy đèn pin được quá. Nè. Chú đi trước đi, con gọi đèn cho chú đi. Không không không, đi sao vậy mới thấy. Dạ. Yeah. Đi trước là tối thụ luôn. Đi sao đèn pin vậy mới thấy. Ồ quá rộng luôn. Này xuống dưới sâu luôn. Hết thế luôn rồi. Bùng binh luôn. Mình đó leo lên không được. Có cái đường nào đi lên đó mới được. Coi coi tí. Con đường này. Ôi ôi. Mình xuống sâu dữ lắm luôn chú ơi. Sâu lắm, xuống sâu lắm.
Nãy thì thiệt tình dở không lấy cái đèn. Gió nó thổi ra má. Chứ phần bữa nãy tính đi ở trên không à. Trời ơi, thế mà lấy đèn pin lại. Em luôn. Mình thấy nó rõ. Dạ. Có đèn thấy rõ. Ôi ôi. Xuống dưới càng xuống càng rộng chú hai. Ừ, xuống chừng nào rộng chừng nấy. Ôi nó hết cái rộng luôn rồi kìa. Còn sâu nữa. Xuống tới dưới đất luôn á. Sâu dữ lắm luôn. Ở dưới này có cái đèn nữa chú hai. Đèn gì? Đèn dầu. Không biết ai đem nó xuống đây ta. Không biết. Cái đèn dầu mà cái ống cái đèn cao nhiều à. Ông có đem quẹt không? Có. Rồi ông xuống này ông đốt cái đèn lên. Không biết còn dầu không à. Còn lại chút đây chú dòm nhìn không có thấy cục đá. Hết biết rộng luôn rồi chú ơi. Đây. Nè cái đèn nè. Đâu. Nè. Có đường xuống luôn. Ôi ôi rộng hết biết luôn rồi chú. Quá ơi. Trời đẹp rồi đó. Ôi ôi. Ở này lớn lắm chú ơi. Ừ. Lớn thì tốt đẹp nữa. Dạ. Yeah. Yeah. Đèn pin. Hết dầu rồi. Hết giờ. Hồi đó ai để cái đèn này đây chi á? Không biết. Thôi mình chơi của ổn. Có nước chảy xuống. Rồi vô tới đây hết rồi chú ơi. Hết rồi hả? Dạ. Yeah. Coi dưới coi. Coi miếng bị dưới á. Dạ. Đó 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 coi bệnh viện. Không, không có đường đi. Bên đây. Bên đây cũng hết đường đi rồi. Đây đây. Ờ vậy thì có bao nhiêu rồi. Dạ. Hết rồi. Mình xuống đây có cái bồn binh đây cái rồi. Ừ, bồn binh rộng bên thiên mọi người. Có đường lên không? Dạ, không. Nguyên hòn đá lớn ở trên. Hết biết rồi. Ở dưới này rộng. Đường này lên được không? Hay là lên đường cũ? Yeah, ai lấy đèn này để đây hay hoặc là mấy người cách mạng rồi lúc đó nó lấy đèn xuống. Chắc hồi xưa quá chú. Đèn này từ hồi xưa tới giờ ấy. Chứ không phải là bây giờ đâu. Bị cái chỗ này đâu có ai xuống. Có chú với con thôi. Dạ. Yeah. Bên đây có cái ánh sáng ngoài lọt vô không? Không. Cũng rộng phình phình luôn. Hết biết rộng rồi. Hang rộng, hết biết rộng. À.
nè hè chú cháu đi vô hàng mới. Bên đó hở biết rộng luôn à. Ờ, cái đường mình xuống này nãy. Dạ cái đường này đường mình xuống nãy. Bị không có đường mới đi lên ra đi, mình đi đảo lại đường cũ á. Wow. Hết biết rồi. Ngọn cung phình luôn nè mọi người. Đây. Đây. Đó. Cái này là cái bức tường của cái tượng đá ông voi chỗ xuống dài xuống sân tiên mà quay giống ông voi đó mọi người. Cái này mình chú cái hang cặp với cái cầu tượng đá ông voi á. Mất biết cái hang rộng luôn. Sâu thẳm trùng khơi. Bắt đầu mình đi lên. Này đi lên mới khó nè. Nãy đi xuống dễ chứ đi lên khó. Biết cách lên không sao. Đó. Công nhận thì cái chỗ này nó đẹp. Không lẽ đường biên cái nhà sao á. Dạ. Yeah. Đường biên mình xuống chỗ này đi dưới. Cái chỗ này mà theo như mà được ở làm cái sàn ở đây ở đi luôn cũng sướng nữa chú. Ôi trời. Tuyệt vời. Nằm đi. Nó mát một cái đó nè. Tuyệt vời biết bao nhiêu mọi người ơi. Tới tháng 2, tháng 3, tháng 4 trời nắng còn xuống đi nữa nó mát dễ sợ luôn. Gió thì gió thổi lên á hù hù luôn. Dạ. Người thấy đẹp tuyệt vời không? Còn hơn hang Sơn Đoòng nữa nè. Chú bước hết trơn mà chú không có xuống là ở dưới bên này. Nãy trên vậy thôi. Dạ. Nó là vậy thì chú đi. Hốt biết đó, nó rộng đi rồi bước qua lại tới dưới luôn. Tới ngoài ruộng luôn á. Cái hang này nó bự hơn mà gấp mấy cái nhà lớn luôn á chú ơi. Tuyệt vời luôn. Bởi vì con nói chỗ cái cục đá ông tượng này nè là có thế nào cũng có cái hang dưới này. Hai bên luôn á. Bên kia luôn hả chú? Ừ. Ôi ôi. Hai bên mà bên kia là xuống cái chỗ là mình lên đầu tiên cái ngày chú đầu tiên mình lại đó. Dạ. Yeah. Lên đường đó đó. Hai bên đó xuống. Giờ mình lên đường này hả gì chú? Ơi có cái gì vậy? Lên đường này luôn ha. Ừ. Ui da. Ơi cái đường đó đi ra đường lộ luôn rồi. Ừ ra đường mình nè nè nè. Ôi ơi bên đây nữa nè. À, nguyên cục đá ông tượng này nè chú. Đẹp quá đẹp luôn. À, nguyên cái bức tường đá ông tượng. Đá ông tượng xuống sân tiên.
Rồi đi đường nào qua bên đây đây? Rồi nhảy qua mấy cục đá này chú ơi. Nãy giờ mình đi mình bỏ cái đường mình xuống xa lắm luôn rồi. Tuốt bên kia lận. Ở dưới này cũng cái hang nè. Ở trên rừng thì chẳng có ai cưa cây chẳng. Còn là đá dưới đá. Giờ đi thí, giờ đạp cây đi thí chứ không có đường đi. Ý có cái nhà ai kìa? Cái nhà mình lại đó. À, cái nhà mà mình gặp đầu tiên là ông nói nhà của ông Chính gì đó hả? Rồi đi ra đường nào chú? Xuống ngay gan đít nhà ổng luôn rồi nè. Ồ rồi. Qua đây. Hôm nay đi đường rừng rồi xuống đây, nhà này không ai ở. Ừ. Chỗ này có cái đường đi lên rừng nữa. Ở bên đây cái loãng nữa chú ơi. Hả? Không có hả? Dạ. Ở đây có xây cầu tiêu ra sẵn là bỏ luôn. Vô nhà luôn chú ơi. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like, đăng ký ủng hộ mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều. Xin hẹn mọi người lại video sau nhé.